Rồi, hello anh em nha. Với anh em, nhiều anh em mới hỏi con dắt rồ này á, khi mà hàng ở dành cho anh em thợ mà quảng cáo, hoặc là anh em hàng họp á mà làm nhà xưởng á, thì cái khả năng làm việc của máy nó như thế nào thì mình sẽ giải đáp cho anh em luôn nha. Với cái dòng dắt rồ này á, mình bán đã 7 năm rồi, và đến thời điểm này thì phục vụ cho anh em thợ nhà xưởng, làm thợ quảng cáo hoặc là anh em họp á, là nó đã nhiều lắm rồi. Và đến thời điểm này thì mình cũng thấy là nhận thấy là rất là ít cái con máy nào mà để mà quay đầu về bảo hành nha. Với mức giá rẻ nhưng mà có một cái là vẫn đảm bảo được cái khả năng làm việc cho anh em, là hàng 20 năm là xuyên suốt cả ngày. Còn nếu anh em mà có bị trong những cái trường hợp ngặt nghèo mà hàng 32 á, như que hàng 32 nè, rất là to như thế này, thì anh em mình hàng đảm bảo cho anh em được 40 đến 50 que nha, 40 đến 50 que này đó, liên tục đó nha, chứ không phải là hàng một hai que rồi ngưng nghỉ đâu, liên tục 50 que, 40 que 32 như thế này đó. Giờ sẽ cho anh em xem được coi khả năng hàng của máy nó có đảm bảo được cái khả năng mà sang xịn mịn mà bên mình cung ứng cho anh em thợ hay không nha. Và cái dòng này thì nó cũng rất là rẻ, và bên mình cũng đang chạy chương trình khuyến mãi á, tặng cho anh em một cái hàng điện tử như thế này đó, bảo hành cho anh em là 18 tháng luôn nha. Rồi giờ mình sẽ thử hàng cho anh em xem. Quá phù hợp cho anh em mình sử dụng làm nghề. Nếu anh em mà sử dụng gia đình thì thật sự luôn là một trong những con máy đáng để cho anh em mình đầu tư ha. Với dòng máy hàng Z7 200S này thì anh em mình làm nhà xưởng hoặc là anh em sử dụng hàng họp thì tuyệt vời rồi. Anh em sử dụng gia đình thì đã nó bền với thời gian luôn. Tặng cho anh em một cái kính hàng điện tử để bảo vệ mắt giống như Duy nha. Cảm ơn anh em.